Mình xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn anh em và mọi người đã xem video của mình. Thì có anh em nào còn nhớ cái điểm này không à? Đây, một cái lùm mai dương và một cái bầu. Đây, đục bình đây là nó biết rất là lâu năm rồi. Ở đây thì các mùa trước mình cũng có cao rất là nhiều lươn khủng luôn. Hôm nay nước nó mới vừa lớn nè mọi người. Này, nó mới vừa mãi lên. Chứ cách đây cỡ nửa tháng trước, hơn nửa tháng trước là nó khô róc luôn. Hôm nay nước nó mới về, nó có nước nè. Thì mình quanh lại cái điểm này để tìm hang câu nha. Cũng có lâu lắm rồi mọi người ơi. Điểm đây thì lươn khủng rất là nhiều luôn. Đó, lươn khủng ở đây rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi dọc mình tìm hang mình câu nha. Chỗ đây mình cũng còn nhớ có mấy điểm hang nè. Để mình lùng lại là mình tìm thử còn hang không à. Rồi thì bây giờ mình tìm hang nha mọi người nha. Rồi dưới đây có tìm được cái hang này mọi người. Hang này to lắm nha. Chỗ đây mấy anh Việt cái đang nấp ở trong bụi mình tới cơ. Nó chạy nó kêu ô mấy của mọi người ơi. Rồi đây mình câu nghe. Này cũng khá là to đấy. Mấy hang này dưới đồng hàng. Ui ăn. Ui nó ăn không hay luôn mọi người. Nhẹ nhàng đúng không? Này này này. Con mình nó bao to mà nó ăn nhẹ lắm mọi người ơi. Rồi rồi dịnh dịnh. Con bao to mà nó ăn nhẹ nhàng dữ ta. Ui. Ui con này khủng mọi người ơi. Ui con này khủng rồi. Ui thả xuống nó nhẹ nhàng này không hay luôn. Lên lên lên. Ui con này chắc khủng luôn mọi người. Đàm lắm. Ui. Ui trời ơi. Ui. Ui ơi. Con này to lắm. Ui nhưng mà giữ an toàn. Nhưng mà giữ được an toàn rồi. Trời ma ơi con lươn nó to. Ui khủng khủng. Ui khủng khủng khủng. Ui. Mọi người ơi. Xem hàng nè. Ui mọi người xem hàng nè. Ui trời ơi nó dài nó to. Wow. Ui trời ơi là lươn. Mùi mù. Rồi nó to kinh luôn mọi người ơi. Rồi rồi để mình dựng cái máy đó nha. Mình dựng cái máy đó. Ui con này nó to. Ui con này hàng đá mọi người ơi. Phê luôn. Đúng phê luôn mọi người ơi. Nè. Đây nè mọi người ơi. Đúng phê luôn. Ui con này phải nằm tầm 7 lạng 8 lạng mọi người ơi. 7 8 lạng luôn đây. Trời thả vào nó làm nhẹ nhàng im re luôn, không nghe một cái gì luôn. Tự nhiên mình đang xem mình thấy cái dây cao nó khựng lại một cái nghe. Mình thả thử. Wow. Ui chung choa mạng ơi là hàng. Ui cái con này cái đầu nó chạm bá luôn mọi người ơi. Nó dài. Vàng đúng vàng luôn nha. Ui, tuyệt vời. Ui ơi gặp mấy cái con này thôi chứ. Ui nó phê khỏi nói luôn. Phê đúng đã luôn. Ui đã quá mọi người ơi. Ui con này. Con này phải nằm tầm
cỡ 7 lạng, 8 lạng, cỡ 8 lạng, theo mình nghĩ cỡ 8 lạng, anh em thử đoán đi, rồi tí nữa mình về mình căng thôi. Ôi trời ơi là khủng. Rồi, ui, bỏ vào này. Bỏ vào cái đuôi nó ló này mọi người. Này cái bao mình nó dài cỡ bao nè. Cái bao đựng mình nó dừa nè, dừa dài nè. Nó ló cái đuôi lên nè. Rồi để nhúng tí nước nha. Đây mọi người ơi. Rồi. Đây mọi người ơi, hang nè. Nè, xem hang nè. Hang khủng quá chưa? Trời nó đã mà nó phê gì đâu luôn. Rồi đây. Mấy anh việc về anh còn núp ngoài đây nè mọi người. Đó. Đây là mình tới bữa nãy anh ở trong này luôn nè. Bữa nãy mình tới cái anh tù rồi anh kêu răng đấy. Này chỗ đây có cái chuồng vịt nè. Ôi đúng đã luôn. Rồi để mình nhúng nước ra vào cho nó. Chứ để nó nóng quá là nó ngủm nha. Rồi để mình dọc mình tìm hang tiếp nha mọi người nha. Rồi dưới đây có tìm được cái hang này mọi người. Khá là to. To sướng. Rồi đó. Ở ngoài nó có cái đường mọi người. Nè. Ở ngoài này có đường thông nè. Vỏ ốc này. Mình thấy cái nước nó mãi mãi mình cũng nghi nghi. Đừng trao lên mà. Lại không có đồng tính gì. Khả năng là nó cái đường trao nó chưa thông vào. Ui, an sao mọi người? An lâu nè. Lâu nè. Lâu. An nhẹ nhàng. Ui. Ngon mình nghi mà, y nó ở đường ngoài mà. Ngon mọi người ơi, nó ở đường ngoài chứ mình tưởng là mình xe đường trong nó không có đồng tính gì là phải. Ngon, coi được. Rồi cái giọt mồ hôi của mình nó bị nhỏ vào cái máy đó mọi người, nó tét mất cái máy rồi. Rồi để mình cho nó vào túi nha. Mày quá. Rồi cái giọt mồ hôi ở trên cái càm mình nó nhỏ xuống, nó tét cái máy hồi nào mình không hay luôn. Một con này ngon quá mọi người, to đã nghe. Ui nở, nở đường ngoài. Ở đường ngoài này mọi người.
ở đường ngoài, chứ cái đường trong là nó không ở, mà ở đường ngoài khi mình móc ra mình thấy có vỏ ốc là nó nằm đường ngoài y bon luôn, xe vào xuống sau đớp liền. Rồi để mình cho nó vào túi mọi người ơi. Ủa, con này ngon được nha, con này hai lạng, hơn hai lạng đó mọi người. Ủa, hôm nay trúng mánh nha, làm con to với con này nó ngon quá rồi. Rồi đây mình cho nó vào túi nha. Rồi thì hôm nay mình cũng chỉ câu được hai con mọi người. Trời nén quá, nó cũng vã quá, đi đuối quá. Bây giờ đem về vợ mình bỏ ra căng cho anh em mọi người xem nha. Ủa, có được con đầu tiên là đúng đã luôn mọi người ơi. Wow, to quá vậy. Rồi em bỏ hết hai con này em căng luôn, căng con lớn sao. Đây thì căng để cái rổ trở nó về không nha. Ồ, mọi người thấy khổng lồ chưa, đúng đã luôn. Bỏ luôn hai căn, hai con căn luôn một lượt luôn. Rồi hai con này là được chín lạng, được chín lạng. Rồi em bé con nhỏ rồi. Ủa, con này đúng đã mọi người. Rồi con này được sáu lạng chín, sáu lần chín bảy, sáu lần chín á. Ui, nó bị rung mít. Sáu lần chín gần bảy lạng mọi người ơi, đúng đã luôn. Cú choa. Ui, trời ơi, gồng gồng với con này phê luôn mọi người. Mà không, con này dài với em, con này dài nhẹn mà. Nè, con này dài nhẹn chứ ngán gì. Nè, mình bỏ trong cái rổ mình thấy nó ngán chứ. Em thử em gan nó. Ủa, con này nắm ngay cái mình đã bị tuốt rồi. Em gan thử nó dài bao nhiêu mà ngán. Thấy không, dài nhẹn luôn. Để thử chiếc dép này. Đó, để thẳng thử. Ba, tính ra nếu mà để ra là ba cái chiếc dép luôn rồi. Chiếc to với người lớn luôn, chứ không phải nhỏ đâu, không phải là ngán đâu. To, con này phải 80 phần, 80 phần, 90 phần. Sao, con này cũng đừ mất. Trời nén quá mà mọi người. Mình nắm ngay chỗ đây nó, nắm ngay chỗ đây nó bị bầm mất. Rồi, cho nó vào thùng nha. Đã chưa? Ui, lâu lâu mà gặp được mấy em khủng như vậy là đúng phê luôn. Em cho thêm một tí nước vào cái thùng này cho nó không có ngập cái con lươn này là nó bị khô da. Trời nén quá mọi người, nên là lươn chịu cũng không nổi luôn, mình chịu cũng không nổi luôn à. Rồi thì đến đây là mình cũng kết thúc video nha. Hôm nay chỉ được hai con, có một con em khủng ngon lành rồi. Chúc các anh em mọi người xem video vui vẻ nha. Rồi cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người các video lần sau. Bye bye mọi người nha.